LTK Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán cây kiểng Thanh Triệu ở quận Hóc Môn cho quý vị có nhu cầu giao lưu. Rồi, giới thiệu gì chị ơi? Mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay chị có về một lô bông trang cam mini bonsai nha. Nhưng mà tại vì chậu hơi lớn về cô chú anh chị mình thay chậu nhỏ lại nha. Đó, với Linh Sam 86 đã đang có bông rất là đẹp luôn, với Nguyệt Quế lá chung bông chùm để giao lưu với cô chú anh chị mình. Đây là cây số 1. Đó, đây là bông trang cam lá nhỏ. Đây. Hàng thường chậu nha, về cô chú anh chị mình vô một nước dây thôi. Đó, là mình chơi được rồi nha. Rồi. Đó, nhưng mà chúng em giao lưu. Giao lưu cái này là chúng em không có giao chậu, giao lưu chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Cao lên 40. Cây rất là già, đảm bảo cho cô chú mình là bao già luôn, rất là đẹp luôn nha. Hoành là 12. 12. Đó, đây 1M. Đó, cây bộ em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc luôn, nhưng mà chúng em không ship chậu nha. Đó, chúng em sẽ bó bầu kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình, không ship chậu được. Đây, cây 2M, cũng là bông trang cam luôn, màu cam không nha, rất là đẹp. 2M, đó, chiều cao lên là cũng là 30. Đây, cây rất là già, chúng em đảm bảo bao già cho cô chú anh chị mình luôn, hoành cũng là 12. Rồi. Đó, cũng giá là 400 luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây số 3M, cũng là bông trang cam luôn, màu cam. Đó, rất là đẹp luôn nha, 3M, cao lên là 36, hoành là 11. Đó, rồi. Rồi cũng đồng giá là 400k luôn, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, đồng giá luôn, 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, chúng em chỉ có mấy cây để giao lưu với cô chú anh chị mình thôi. Đây, cây 4M, chiều cao lên là 35. Đây, hoành này là chỉ có 10 thôi, 11 mà tính 10 thôi. Rồi. Đó, về vô một nước dây thôi là nó rất là đẹp luôn nha. Cũng có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cái cây 5M, cũng là bông trang cam luôn nha. Chiều cao lên là 40, tán ngang tàn của nó cũng là 40 luôn. Hoành này chắc cũng hơi nhỏ nha, hoành này có 9 thôi nha cô chú anh chị mình nha. Đó, hoành chỉ có 9 thôi. Cô chú anh chị mình về vô dây nhôm nó lại thôi là bắt đầu là xè tàn ra khoảng cả 3 tháng nữa là mình chơi được rồi nha. Đó, cũng có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc luôn, trang cam. Màu cam rất là đẹp luôn nha. Đây, tới cây số 6M, cũng là trang cam luôn. Cao lên là 35, tán ngang tàn là 24. Hoành này là chỉ có 10 yếu một chút, tính 9 thôi. 10 yếu một chút, tính 9 thôi. Đó, cũng có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc. Mà chúng em không có ship chậu nha. Cô chú anh chị mình thông cảm giùm em là không có ship chậu được nha. Đó, tại vì cái chậu sành nó rất là nặng, chúng em sẽ bó bầu kỹ lưỡng và đóng khung. Đó, khung sọt mũ cho cô chú anh chị mình nha. Đây, cây 7M. Chiều cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, tàn là rất là đều luôn nha. Về mình vô dây nhôm rất là đẹp. Hoành là 11 nha. Đó, hoành là 11. Đó, có củ đế luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 400k thôi, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, cái này chúng em chơi đồng giá luôn. Đây, tới cây số 8M. Đó, chiều cao rất là đẹp luôn nha. Cao lên là 59. Đó, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 40. Hoành là 13. Đó, hoành là 13 nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cái này chúng em đã có vô dây dơm cũng hơi lỡ dở rồi nha. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đây, cây số 8M em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 500k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, trang cam, một màu cam rất là đẹp luôn nha. Đó, này lên bông một cái là khỏi chê chỗ nào luôn. Đây, cây 9M cao lên là 34, hoành thân là 10. Rồi, hoành thân là 10 nha. Đây, cũng có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bông trang cam. Đó,
trang vàng, trang đỏ thì cô chú anh chị mình thì rất là nhiều. Nhiều khi bộ sưu tập mình màu cam thì hiếm, thì cô chú anh chị mình cứ lấy màu cam vô nha. Đây, tới Linh Sam 86 đang có bông rộ. Cây 10M, bông rất là đẹp luôn nha, bông màu tím. Linh Sam 86. Cao lên là 60. Tán ngang là 77. Đó. Đây, hoành đếm đôi dây gọi trừ dây nhôm. Hoành là chỉ có 10 thôi. 9 đi. 9 thôi, đã tính 9 thôi. Đó, đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 600k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 11M. Cây này đã chúng em đã vô dây nhôm, đã một nước rồi. Về cô chú anh chị mình vô thêm một miếng nữa nha. Dây nhôm nó thôi rất là đẹp luôn, đang lên bông gộ luôn nha. Cái gốc rất là bự. Chiều cao lên là 80. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 106. Linh Sam 86. Đang chúng em ship ha. Chậu cho cô chú anh chị mình luôn. Mà lỡ ra tới ngoài có bể chậu thì cô chú anh chị mình cũng nhận giùm em. Tại vì cái chậu này cũng không có đáng giá là bao nhiêu. Đó. Đây. Hoành là 28. Đó. Rồi. Cây rất là lớn nha. Đó. Chúng em sẽ ship chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Lỡ có bể chậu thì cô chú anh chị mình nhận giùm em nha. Đó. Tại vì chậu này cũng không có bao nhiêu hết. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. 2 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới cây 12M cũng là Linh Sam 86 luôn, siêu bông. Rất là đẹp luôn, đang lên gộ bông nha. Đó, dán bay luôn nha cô chú anh chị mình nha. Chiều cao lên là 75. Tán ngang tàn lớn nhất dán bay của nó luôn là 119. Đó, tức là gần 1m2 đó cô chú anh chị mình ha, 1m9 đó. Đây, bông đang có bông rất là đẹp luôn nha. Nụ rất là nhiều. Đó, chúng em sẽ ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình. Lỡ có bể chậu thì cô chú anh chị mình cũng nhận giùm em nha. Đây, hoành này, cái này là hoành là 16. Rồi. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,7 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Bao gồm chậu. Dạ, bao gồm chậu luôn. Bao rồi. Gồm chậu, bao ship, bao sống luôn. Đó. Đây. Tới cây số 13M. Đó, dáng rất là đẹp. Đang tạo nụ lên bông rất là nhiều. Đó, bây giờ là đang có bông lưa thưa rồi nha. Đó, khoảng cả chừng 10 ngày nữa thôi là bông sẽ nó gỡ gộ lên rất là đẹp luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Chiều cao lên là 82. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 135. Cái dáng rất là quái luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, về cô chú anh chị mình chúng em nó vô dây nhôm rồi về chỉnh sửa dây nhôm lại giùm em tí xíu. Đó, đây. Hoành tại vị trí này luôn là tính 32 mà tính 30 thôi. Đó. Đã trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, 32 mà tính 30 thôi. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2,2 triệu bao phí ship toàn quốc để luôn. Để vô trong luôn đây. Cây lùng để nó luôn đây. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764. Để lên bằng quay đó, này luôn đây. Cũng là số Zalo và Facebook luôn. Để đây luôn nè, để đây luôn nè nha. Đó. Đây, tới cái lô Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Đây, chứ em quay một vòng, chứ em sẽ chỉ mặt bông cho cô chú anh chị mình đều biết. Đang búng được non sum xê. Đó, cây đang sống tốt, khỏe bình thường. Rồi. Đây. Chiều cao là 150. Cây 10... Đây, lên bông này ha. 14M. Dạ, đây nè anh, bông chùm phía bên này nè anh, một chùm bông luôn nè anh. Đó. Cô chú anh chị mình xem, nếu mà nó búng được non ra là một chùm bông như vậy nè nha. Đó, mới gọi là bông chùm lá chung nha. Một chùm của nó là khoảng cỡ chừng 20 bông, mười mấy 20 bông đó. Tán ngang tàn của nó luôn á là lớn nhất của nó luôn là 130. Đó, tay chi ngoái nhạo dáng lông lắc lượng. Đây. Em đo chỗ nhỏ nhất của nó luôn là 20. Rồi, quay. Chỗ nhỏ nhất là 20 nha, đế nôm luôn. Đó, rất là đẹp. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cây 14M em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là
2,7 triệu, em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Quay ra luôn. Dạ bằng quay ra luôn, để bằng quay vô chỗ đó đó. Quay nào anh? Ờ, quay lớn hay nhỏ? Ừ. Rồi. Không. Về cái bằng quay lùng vô. À rồi rồi rồi. Lấy cái bằng quay cao ra. Thôi đỡ cái cây này để nó luôn đi. Dạ rồi. Đây cây tới cây 15M. Đó cây này đang búng tược non sum xê chuẩn bị ra bông nha. Đó rất là đẹp luôn. Nguyệt quế lá chung bông chùm, cao lên cũng là 150. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 130. 15M. Đó. Cái này lá non hay nhiều ha. Dạ đúng rồi anh, nó đang chuẩn bị ra bông mà anh. Đó, lá chung bông chùm nha, em bao lá chung bông chùm bao phí ship luôn. Đó, bao sống luôn nha. Đây, hoành là 23. Rồi. Đó, dáng thân lắc lượng luôn, đế nơm. Tay cành lớn ha. Dạ tay cành rất là lớn luôn anh, tay cành này khoảng cỡ một nắm tay của mình nha. Đó cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, tay cành rất là già. Đó, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 2,8 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi, giật nó đi. Rồi để xích vô một chút. Số điện thoại của em luôn, vô mát luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Rồi. Đây. Tới cây 16M. Cây này thì nó hơi nghiêng. Tại vì lý do em bứng cái bầu nó hơi nghiêng nha. Về của chú chị mình trồng để đứng cây lên gì gì giùm em nè. Đó là đứng cây rất là đẹp. Đây em đo chiều cao. Cao lên là 160. Tán ngang là 140. Đó, dáng lông lắc lượng luôn. Tay chi là một nắm tay mình không hết luôn nha. Đó, đế thú luôn nha cô chú anh chị mình nha. 16M. Rất là đẹp, cây rất là già. Đang búng tược non. Đây, bông đang có mặt bông luôn anh. Đó, bông bút không nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, đây. Đây, hoành là 25. Hoành là 25 nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng. Đây, cây rất là già luôn. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 3,2 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. 3,2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. 16M. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Đây, tới cây 17M. Đó, về cô chú anh chị mình. Tại em bứng cái bầu nó hơi nghiêng. Cô chú anh chị mình về để đứng cây lên giờ rồi trồng xuống giùm em nha. Đó, đây. Cây 17M. Chiều cao lên là 120. Tán ngang của nó luôn là 130. Đó, cây lùng lực rất là đẹp luôn nha. Đó, tại cây này thì mới búng tược non, nó chưa búng tược non ra nha cô chú anh chị mình nha. Búng tược non cái đầy tàn rất là đẹp luôn. Tay chi rất là lớn, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây. Hoành em đo tại vị trí này luôn là 23. Rồi, quay. Đó, đế nơm luôn nha, tay chi tứ diện. Đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2,7 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 2,7 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, 17M. Đó. Đây, tới cây 18M, cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm. Rất là đẹp luôn nha. Cao bự luôn. Cao lên là 160. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 150. Đó, về của chú anh chị mình để đứng cây rồi trồng giùm em nha. Chứ cái cây là em trồng đứng mà nha, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Tàn là dày cui luôn. Đó. Rồi. Em quay một vòng tham khảo cho cô chú anh chị mình luôn. Đây em quay qua đây em đo luôn thông số luôn nha. Dáng lông lắc lượng rất đẹp. Đây. Hoành là 21. Rồi. Hoành là 21 nha. Đó. Thấy như vậy chứ cái cây rất là bự luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 3 triệu. 3 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Em sẽ đóng khung sắt để đảm bảo chi tay cành cho cô chú anh chị mình. Đó. Về tới nhà không gãy tay chi. Đó em đóng khung sắt không nha cô chú anh chị mình nha. Đây tới cây 19M. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Chiều cao lên là 140. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 135.
Đó, chi tay rất là đẹp luôn. Dạ, này có lên bông lai gai nha anh. Đó. Đây. 19M. Đây em đã thông số luôn. Đây hoành là 21. Đó, hoành là 21 nha. Đó, đế nơm rất là đẹp luôn. Cây này rất là quái cây nha cô chú chị mình nha, thân rất là quái luôn. Dáng lông lắc lượng rất là đẹp. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 2,5 triệu bao phí ship toàn quắc cho cô chú anh chị mình luôn. 2,5 triệu em bao phí ship toàn quắc luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Cây 20M. Đó. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Thân rất là đẹp luôn nha. Cao lên là 150. Tán ngang là 135. Mùi rất là thơm. Đó cô chú chị mình trồng một cây trong nhà thôi để sàng lọc không khí. Nó rất là đẹp luôn nha. Vừa làm kiểng mà vừa mờ sàng lọc không khí luôn trong nhà mình luôn. Đó. Đây. Hoành em đo tại vị trí này luôn là 24. Rồi, 24. Đó, đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2,6 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. 2,6 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới cây 21M. Đó. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Cao lên là 160. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 130. Đó, cây rất là quái nha cô chú chị mình ha. Đó, thân rất là quái luôn. Tay chi là cô chú chị mình khỏi lo, ngoái nhạo mà rất là lớn. Đó, để em đo cái chỗ nhỏ nhất của nó đi ha. Em không có đo cái củ trên mà em đo chỗ nhỏ nhất của nó luôn là 17. Rồi, quá. Đó. Nhỏ nhất là 17 nha, còn củ này là đo xích tới đây là lớn lắm luôn cho cô chú chị mình ha. Đây. Nếu mà đo cái củ này không á là nó tới 30 lận nha. Rồi. Dạ. Đây. Cây 21M đế nôm rất là đẹp luôn. Có giá là 2,7 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 2,7 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó. À, Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK bonsai. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.